Bảo học sinh xem top lớp khóa 180 phút. Lớp trưởng điểm danh cho cô đi. Dạ lớp hôm nay vắng một ạ. Vâng, ai đấy? Dạ số 19 Nguyễn Thị Linh ạ. Trời ơi, nhỏ làm gì mà giờ chưa vô nữa. Ê bây, cứ vô kìa. Ừ, trời ơi, giờ tụi bây hẹn tao đi báo. Bây giờ đến đi quẹ, đi kêu quẹ hay sao bây? Đồ đây. Cô nói gì cô? Chị đi đâu đây? Cô làm cái gì cái mặt cô khó chịu vậy? Cô học được lớp này thì qua học lớp khác. Trời ơi, hôm nay cô đi báo vậy? Ủa, tôi hẹn đi đâu mà cái mặt khó chịu gì? Đi đâu cái con què. Ủa gì trời? Con gái tới tuổi dậy thì à, đau bụng quá. Mày tới tháng hả? Ừ, sao tháng này tới sớm thế không biết nữa. Có mang không? Không, tao có biết thì nó tới đâu. Tôi mày xuống canteen mua tao mấy cái bánh với. Ừ, để tao đi cho. Ê, bánh gì vậy? Tao ăn chung với coi. Và đây là con trai khi tới tuổi dậy thì giờ bây giờ có mày long lên bảng nào. SOS tao bè ơi. Cứa đây chào cờ. Ủa, nay phải thứ hai đâu mà chào cờ. Không lên nhanh, ở dưới làm cái gì đây? Rồi, nên tụi cô khái niệm số phức đi. Dạ tụi cô, khái niệm số phức là... Ủa, đang nói gì các em? Có phụ huynh nào ghé à? Cô ơi, cô, em Long này cô. Có ai ở đây không? Cô nhìn đâu vậy, em Long này cô. Cô. Con trai trong mắt tụi con gái kiểu. Ê, bây giờ tao tóc nhỏ lên nấp dưới trường mình nè. Đưa. Trời xinh dữ mấy, người ta hot top top đó bà. Rồi em có nhiều chưa? Khiếp, đẹp con trai lớp mình lắm mồm thì không biết. Mỏ mấy anh cứu này hơn cả mình luôn á. Ê Long, cho tao cho mày coi nè. Có gì vậy? Bà mẹ cái thằng mất nè. Và đây là đám con gái trong mắt bọn con trai. Ờ, ê bà ơi, em lên hóc cờ lớp dưới kìa. Trời xinh ghê á. Ờ, gu tao mẹ ơi. Ê bà ơi, nhìn kìa. Chúng ta là lũ quỷ ở tận dựng tranh, ở tận núi ca. Giống như mấy con sẽ hơi. Kể cho đám bạn biết cờ rút của mình. Ê tụi bây, tao mới cua được anh lớp trên á. Ngon dài nhắm. Ghê mày, chửi tao mà. Ô thằng này, mày có cờ rút chưa? Đi học mấy năm trời sao không thấy mày quên ai vậy? Hay là mày? Không, tao có rồi. Cô hết rồi á? Thế nó tên gì vậy? Ờ, tao không nói đâu. Mày cứ nói đi, bọn tao sẽ giữ bí mật. Bọn mày hứa đó nha. Bọn tao hứa. Tao hít con nhỏ lên lớp kế bên. Bọn mày đừng có nói cho ai nha. À rồi, bọn tao biết rồi. Ngày hôm sau tới lớp. Hello tụi bay nha. Ê, Linh tới lớp tụi kìa bay ơi. Ở cờ rút Linh kìa bay ơi. Linh mãi đỉnh, Linh mãi đỉnh. Long yêu Linh, Long yêu Linh. Trường tôi có học sinh giỏi tình. Hôm nay nhà trường đã vinh dự khi có một em đạt học sinh giỏi cấp tinh. Trời ơi, giỏi vậy. Đề nghị các em cho bạn nam lớp 91 một tràng pháo tay. Học sinh em. Em giỏi như vậy, thầy có thể hỏi em một câu được không? Dạ được. Thế trái nghĩa với từ tốn là gì? Dạ đã dẻ. Sẽ béo. Dạ sẽ gầy. Quả là một sinh thông minh. Đỉnh quá Nam ơi. Quả là một người thầy đần á. Em ơi, thầy đang khen em á. Ừ, thì em chê thầy á. Nó báo nữa rồi đó. Nè em im lặng đi. Ê, nói nữa. Em mà nói nữa tôi mời cha em lên đó. Ê, thầy mày im lặng mời má mày lên á. Trời ơi, là trời cái thằng kia. Trời đất là đất cái ông giả. Tôi mỗi lần kêu lên trả bài kiều. Ê Linh, tôi đọc sao vậy? Obake hả? Không phải, mày phải đọc là Obake. Ê, cô con. Mày nín chưa? Kìa. Ê, cô vô kìa. Xuống lớp ngồi xuống đi. Ủa, thấy giọng tôi dễ thương mà bè. Ở chiều chị đến banh nha. Ok bạn ơi. Rồi, chào bài nhá. Đừng ngồi em. Đừng nhìn mình. Long. Mày ghê trời ơi. Yeah. Long anh lâu bạn giúp cô. Ủa gì vậy? Rồi bây giờ cô mời Trời. Lan. Yes. Thôi rồi bay ơi. Lan em gọi Linh lên giúp cô với. Sinh hoạt lớp tôi kiều. Rồi bây giờ là tiết sinh hoạt này. Ai muốn hát hò hay là nhảy múa tôi lên biểu diễn cho các bạn coi nha. Như lên hát đi Như. Không. Rồi Như ông lên để hai đứa em hát cho cô. Được thôi, hai đứa hát tự xem nào. Unte nakitoko no mocha. Unte tonama nama menama te Saigon bơ cha, Icha bơ cha, Nuka bơ cha, Bada bơ cha. Lớp tôi mỗi lần tiết sinh hoạt kiều. Cái lớp này học hành kiểu gì lúc nào cũng để thấy cô khác bằng vốn như vậy hả? Ôi quá mệt mỏi với cái lớp này rồi. Để phá tan bầu không khí này, ta xin phục vụ một bài hát ha. Thôi xin chị, không ai muốn nghe bài hát lúc này, không, đừng để tốn thời nghe. Gian không. Tao thấy nó đúng á, giờ lớp mình ai lên biểu diễn một bài cho không khí nó vui vẻ lại đi. Ê, quất. Loét cái gì vậy? Còn đang là còn trái đóng góp cho tương lai sport Việt Nam.
bạn tìm mọi cách để trốn trả bài. Em đi học bài chưa? Học chi má, bữa bà kêu đi ôn tập thì không trả bài mà. Đúng rồi, trời lớp 9 không có đến học bài, bà ghi sổ cả đám rồi đó. Ủa gì mà trời giờ nhét vô sao kịp? Xong rồi. Ừ, cô vô kìa. Bảo quá cô ơi. Rồi bây giờ trả bài nha, lớp mình ai xung phong không? Đừng nhìn em. Không ai xung phong thì cô gọi đi nha. Cô em tàn hình đứng nhìn em nha cô. Em là cây nha, cô đứng đấy nha. Rồi bây giờ cô mời các bạn mặc áo khoác xanh nét lên trả bài. Mày quá. Mình nhìn lộn nè. Cái bạn ấy bầm thỏ đấy. Ừ, lên đây trả bài. Ủa gì vậy? Dễ gì mà còn được em. Thế đi tôi mời cái chị tóc hồng lên trả bài. Lần này thì hết trốn nha. Ủa lớp mình ở đây có ai tóc hồng hả? Wow. Trời, nó học mấy hình chữ thuật ở đâu vậy? Cái quái gì vậy? Từ tóc đen thành tóc hồng. Ôi trời ơi, cái trường này có má. Khá lắm. Thế hôm nay ngày mấy? Dạ 19 rồi. 19 là cùng là thời ta tới rồi. 19 thứ hai cùng là 21. Nguyễn Thị Linh lên trả bài. Lấy sách vở ra. Hôm nay bài tập về nhà là cái gì? Dạ toán với tập viết á. Thế lấy ra đây ngồi làm cái gì nữa? Ôi giời, nói cứ chờ chờ cái mặt ra. Con xem cái ô tô mà học đi không? Bây giờ là con có 5 quả táo này. Con cho con Linh 1 quả. Thì hỏi con còn mấy quả? Con còn 5 quả. Sao mà còn 5 quả? Cho con Linh 1 quả rồi mà. Ủa, con cho rồi nào? Cái mặt nó hơi ghét. Ôi giời, tao lại mày. Con đang ví dụ cơ mà. Mẹ ơi, mắc đi vệ sinh. Đi lẹ đi vô mà học. Viết cho ngay hàng thẳng lớp mà xem nào. Viết cái gì mà như gà mổ thế. Xóa đi viết lại. Dạ con xong rồi. Thế số này sao không viết? Ủa cô có chấm đâu. Cô không chấm thì mình có phải biết tự giác viết trang chứ ai để như vậy. Nhưng mà cô không có chấm. À, tao nói mày con cái hả? À, mày muốn chấm cái gì? À, chấm cho mày coi này. Chấm này. Trời ơi, mày làm gì vậy? Đó, chấm rồi đó. Viết đi. Trời ơi, gì vậy trời? Ai cho bà tự chấm vậy? Bộ bà khô quá. Dạ, con xong rồi. Rồi sao cái chỗ này không viết? Viết hết đi. Ở đây có chấm đâu. Rồi hỏng chấm ta cũng viết hết trang luôn nữa chứ đợi chấm vậy. Nhưng mà cô đâu có kêu con viết hết trang đâu. Mẹ mày giờ thích mày cãi đúng không? Hả? Mày thích chấm đúng không? Tao chấm cho mày coi nè. Nè, chấm nè. Đó, viết đi. Trời ơi, chắc con chất tay con lại mẹ quá à. Mày lại cái gì? Nhưng mà cô có chấm đâu. Cô có bắt con viết đâu. Chấm cái gì? Cô viết một chữ là viết hết trang nè. Thấy bên đây không? Trời ơi, cô mà thấy là cô quýnh con chết á. Bé, quýnh gì mà quýnh? Viết đi. Bà má tôi chứ không phải bà nội tôi đâu. Trời đất ơi. Khi học sinh các cấp thức dậy buổi sáng. Cấp 1. Trời ơi, dậy. Dậy con ơi, trời ơi, trễ học rồi con ơi. Nhanh lên, giờ dậy xuống đánh răng rửa mặt này, trời đi học nào. Nhanh lên, dậy đi. Cấp 2. Cấp 3. Gì hả? Hết tiết rồi hả? À, hết tiết rồi. Đại học. Trời ơi. Alo. Cúp tiếng nữa bà, tao điểm danh cho mày rồi nha. Gì? Thiệt á? Ôi, cảm ơn người anh em nha. Tôi này tự trường Kiều. Ê, Lan. Ủa, Liên. Nghỉ hè xong thấy đen ra ghê ha. Chắc mày trắng quá. À. Ủa ai đây? Tao Nam nè. Sao mặt mũn tè le vậy? Ai biết đâu nghỉ hè xong nó vậy á. Rồi đứa nào đây? Thằng Huy đó. Ủa sao nó phát tướng dữ vậy? Nghe nói hè nó đi tập gym mà tăng cân mà lố quá nên giờ mới vậy đó. Ủa thì sao hè không có đứa nào đập lên hết hả? Có chứ, mà nhìn lớp người ta kia kìa. Đâu? Ủa sao cùng một kiểu tóc mà nhìn khác vậy? Ủa nhưng mà lớp mình có gọi Long đẹp trai mẹ. Ủa mà chưa nghe tin gì hả? Tin gì? Thằng Long nói chuyện của lớp cái bên đội đi. Trời anh Long ơi sao anh bỏ mẹ. Lớp có học sinh mới. Trời ơi ông gì thần hóa giúp con dạy bài tập quá chứ. Giờ con không biết làm cái quần què gì hết. Quê mẹ ơi, nãy lớp mình có thằng nào chuyển vô kìa. Cái gì? Có thằng nào? Lớp trật tự đi.
Rồi nên lớp mình có học sinh mới nha. Mấy đứa này phải gái không trời? Vô đi em. Ủa sao nó không giống như tao tưởng tượng mày? Tao tưởng đâu Dung Cúc không á. Em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người, mình là Út Khờ. Vậy Út Khờ em như cái mặt khờ dễ sợ. Ê ẩu rồi đó bà. Ủa vậy hả? Vậy tiếp tục chương trình đi cô. Em ôm cái gì với Út Khờ? Còn ở đây là ông dị thằng khỉ nè. Cái mặt ông dị thằng khỉ rất là dễ thương luôn á. Ông dị thằng khỉ đang cầm cái gì đây nè? Thôi em xuống ngồi chỗ bạn Linh nha. Gì trời. Ủa ông đi học mang sỏi chứ vậy? Ông dị thằng sỏi á, rất là linh thiêng. Ai ước gì sẽ được đó, ai nguyện gì sẽ được cầu thành. Mọi người ước đi nha. Ông dị thằng sỏi rất là linh thiêng luôn á. Má con ước ngày mai đổi chỗ chứ ngồi với thằng này chắc còn khùng luôn quá. Lớp học này bốc phét. Alo, gì? Mấy mua điện thoại mới không nghe gì hết trơn á. Ê, mày mới mua điện thoại mới à? Giàu dữ bay. À, con iPhone 14 mới mua thôi à. Mày giàu gì mày ơi? Bữa giờ tao có thằng trộm chó vô nhà. Mày phải dùng Google Maps mà tìm cái cụm ra thôi à. Ừ, kinh thể cơ á. Còn tao thì sẽ hết bộ phim cô dâu 8 tuổi bằng 5G cơ đấy. Mày đừng có bốc phát. À cha, kiếm được bấy. Nhà tao thấy cổ chỉ cả. Chỉ có đi tư phong ngu, sự vong khách mất cơ nửa ngay chứ mày. Nổ dừa cha ơi. Công nhận mấy em giàu thật đấy. Trả bù cho cô, lương mà giáo viên 3 cọc 3 đồng. Hôm bữa cô vừa rớt có iPhone 13 từ trên lầu nhà cô xuống đây. Đến giờ đã tiếp đắt đầu. Thì giáo viên khó nhất trường chủ nhiệm lớp bạn. Trời lo ghê á bà ơi. Lo gì bà? Thì không biết năm nay ai chủ nhiệm nè. Tao nghe nói là bà Phụng á. Ủa vậy là cô Phụng năm ngoái chủ nhiệm cũ lớp mình á hả? Không biết nữa, tại vì trường mình có 3 người tên Phụng lận. Ê đừng nói cái bà Phụng khó tính nhất trường nha. Trời ơi bà đó bà chủ nhiệm sao tao báo bà già tao được. Ê cô Phụng năm ngoái kìa. Thôi thôi được rồi. Lớp này hè xong cái đẹp da ghê ha. Yeah. Giảng học tốt đấy nha. Ủa cô ơi đâu vậy? Thì cô qua lớp kế bên, lớp này cô Phụng ghê chủ nhiệm mà. Chào chị. Tôi ráng đi bà, chỉ một năm thôi. Tôi phải trở thành học sinh ngoan sao? Tôi không muốn, tôi muốn báo bà già. Ê bà ơi, từ từ đã. Không có pha mẹ lái nào nữa đâu. Hết thật rồi. Nhìn bụng bà kìa. Thời tới rồi bé ơi. Tôi diễn văn nghệ cuối năm kiểu. Để mở màn cho buổi tổng kết năm nay. Sau đây chính là tiết mục rap của em Linh đến từ lớp 9C. Ôi Linh lớp cái bên kìa. Jimmy. Cài đó đi. Và tiếp theo đó chính là tiết mục nhảy hiện đại của bạn Long đến từ lớp 9B. Đỉnh của Long ơi. Cuối cùng chính là phần thi múa đương đại của bạn Linh đến từ lớp 9A. Năm nào cũng vậy này. Trời ơi, đẹp vậy. Trời lên quẩy mấy đứa ơi. Sắp tôi hôm nay tổng kết kiểu. Ủa Linh, mày không chuẩn bị tới lên nhận giấy khen cho cháy hả? Thì má ơi, học như quần què đâu ra giấy khen. Nam cho tôi mượn chai stock với. Nè. Rồi bây giờ cô đọc tên lần lượt lên nhận giấy khen nhá. Nguyễn Thị Hương. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Trần Văn Long. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Wow, đẹp trai Long ơi. Nguyễn Thị Lan. Lan kìa. Ủa mày đâu rồi? Ơ em mặc đồ ai lên vậy Lan? Dạ đồ má em. Ê chúc mừng bà nha. Thôi bạn yêu đừng có buồn nha. Các mẫu cáp kết dịch hai ảnh. Rồi trên tay cô vẫn còn một tờ giấy khen cho một học sinh không ngờ đến luôn. Nguyễn Thị Linh. Má ơi Linh mày được giấy khen kìa. Ủa đâu rồi? Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn nói không? Trong đời em chưa bao giờ mà cảm động như ngày hôm nay. Mà bây giờ mà cho em ra đi em cũng bản nguyện. Em học bài chưa? Trời kiến thức tao là một bụng. Ê không biết nè cần thì hả? Yên tâm đi tí tao lo hết. Ủa cô Phụng kìa. Làm cái gì mà nhỏ nhào lên thế? Thi giữa kỳ lúc nào mà chẳng phải giáo viên chủ nhiệm canh. Ờ nhỉ, lố kìa, tôi thi đi cô. Rồi bắt đầu làm bài nha. Yeah. Rồi ngồi dưới làm bài cho nghiêm túc đấy nha. Tôi ngồi trên đây tôi thấy hết đấy. Ê cô ba làm sao vậy chị tao giới? Ba hả? Ờ. Ba B. Kìa lấy điện thoại ra trai đi má. Câu nhiêu vậy? Câu 2 á. Câu 2 hả? Ok. Hả? Chắc thêm đá.
Bây giờ ý chí mới diệt stand đại chiến này chứ đã thật đấy. Tháng 10 này còn bung ba con tướng hot của season 5. Ui, Kono Giovanna của mình, xong đẹp trai đi. Còn cả Mucerati, Maxi bạn khó. Từ từ đã, đâu ra mà nhiều kim cương vẽ quay thế này. Đồ ai biết sao mình làm công viên tối là game thủ đâu. À không, hát bài tháng 10 ra mắt phiên bản mới. Anh em có đủ trình vô chiến với cô nào? Ủa quyền này anh thì. Cô ơi cho bọn em đọc bài. Ừ, ui dê. Ê, mới đó mà đọc bài hết rồi. Lần sau cứ thế phát huy cô nhé. Tôi 15 phút đầu giờ kiều. Mày tập chưa? Làm rồi. Thế cho tao một mỗi kém đi. Cả lớp từ từ hết đi. Kệ nó tiếp đi bà. Chuyện nãy sao mẹ? Ôi trời. Làm gì bộ thế này đây? Hả? Tiết gì đây? Dạ tiết hóa mà cô chưa có vô ạ. Cô chưa vô thì cầm sách vở ra mà học sẽ ổn thế này à? Dạ em chào cô Phụng. Cô coi lại lớp cô đi nhá. Ổn như cái chợ. Đó sao nó bị ghê rồi. Hơn ghê bà. Im mồm hết chứ. Tôi đã dặn chưa thấy cô lên lớp thì giả bộ cầm sách vở ra mà học cơ mà. Tí lên tao xử từ nó mơ. Cô ơi, cho con 50 chè trang hí đi. Rồi rồi, còn ngay. Ôi, nghe nói chè đang hot dữ lắm á. Trời chứ gì nữa. Chủ quá anh đâu? Có gì không cháu? Cô bán cơm kiểu gì mà có giỏi này hả? Ơi, thằng nội nó quậy có bán canteen ở dưới kìa. Ê xuống hóng Linh ơi. Ê chết tiệt, mày dám quậy có canteen của tao hả? Có biến mày ơi. Ê, có chuyện gì vậy bay? Tôi không cần biết, rồi cũng không giải quyết thỏa đáng. Tôi cho dẹp cái tiệm mày luôn đó. Trời ơi. Có chuyện gì với cô? Nên không biết nghe nói xuống đây quậy quán. Kêu quán cô đồ ăn có rồi cô nè. Nội nó hồi nội cho mình hỏi cái dĩa cơm này của ai về bạn? Dĩa cơm này của bạn mình ăn, nó mới hiện có giỏi trong đồ ăn đấy. Ủa gì mấy ghê vậy? Ủa tao ăn tao có thấy cái gì đâu? Tức là không phải bạn ăn. Đúng, mình không ăn. Bạn không chỉ thích ăn quán cô mà bạn dám khẳng định giò từ trong đồ ăn của cô bán. Nhưng mà đứa bạn mình ăn nè, hay là ai đó nhận tiền mua thuốc của cô rồi đứng ra bênh cô hả? Thế bạn có bằng chứng gì mà dám nói mình nhận tiền của cô? Chưa xác thật nên mình chưa đem bằng chứng ra thôi, hiểu không? Đừng có nhỏ. Nếu muốn lời nói của mình có giá trị thì phải có bằng chứng và chỉ đích danh. Mình không ngại đối chất trực tiếp với bạn đâu. Ai? Ai ở đây? Xin lớp tôi biết điểm thi phần 2. Bạn Trần ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp cấp 3. Mày nhìn chưa? Thôi gì đâu buộc, điểm gì là cao rồi. Cao gì? Rõ ràng mới là được bài mà có 8 điểm. Con Lan chất bài tao mà được 8.5 kìa. Tao phải phúc khảo mới được. Thôi mà Linh à. Cô em cũng phúc khảo. Rồi à, Linh nhận bài nè em. Bao nhiêu vậy cô? Con 6 điểm nha. Rồi bây giờ lớp mình ngồi tính điểm trung bình xem mình học sinh gì nhá. Chia 13 bằng yes 8.5, học sinh giỏi rồi. Trời ơi, tròn 8.3. Mày bỗng được vậy? Thu Lan mày đọc điểm đi, tao bỗng cho. Toán 8, lý 7.5, hóa 8.2. Ra rồi nè. Đâu? Đang trốn chơi game mà mẹ nhờ đi mua đồ kiểu. Rồi anh em chuẩn bị công bác nha. Rồi tao mở công bác là bay vô nhá. Ok bạn ơi. Kiệt ơi. Tôi thấy bà rồi. 2 như 1, 2, 2, 2, 6, 2, 3, 9. Đang học à con? Dạ con đang học dữ lắm á. Có gì mẹ? À mẹ tính cho mày mua cho mẹ ít đồ. Thôi con đang bận học lắm. Trời nắng nóng nữa, con không đi đâu. À thôi thế mày học đi, để mẹ đi mua cho. Thằng Kiệt đâu rồi, sao đứng im vậy? Tiếng gì vậy? À chắc tiếng hàng xóm á mẹ. Ừ, thế mẹ đi nhá. Dạ. Sao đang đứng im mà chưa mấy mẹ cha? À mẹ ơi. Mày ngồi im đó. Chiêu hồi trỗi thân. Thôi mà mẹ. Mày tới số từ con. Tối ám ảnh của học sinh. Mày sao mày nhanh lần mà đang mi khuê. Hai ba. Ôi sao mày gặp lần đầu mà kia. Ê mày ơi, sao cái quạt nó lắc dữ vậy? Có khi nào sắp rớt không mày? Nói bay, quạt trường mình lắp tận độ xịn thôi, sao mà rớt được? Sao mà thấy bất an quá ai trời. Nam lên lâu bạn cho cô với. Vâng. Ôi trời ơi, em đã bảo rồi mà. Cái này là cái chế độ thấp xuống cho em mát thôi mà. Mát gì mà cũng như lòng còng vậy cô? Không được rồi, phải mang vô cho chắc. Con chỉ cần phần cho con tay qua nạn khỏi. Mày nghĩ quạt này có rớt không? Tao nghĩ 3 giây nữa nó sẽ rớt á. Rớt tao được mà rớt mấy cái đứa này. 3 2 1. Thấy chưa, có rớt đâu. Quá chết chị rồi em ơi. Giáo viên sáng nay canh thi lớp tôi kiểu.
Ê, học bài chứ mày? Học bài gì đâu mày ơi. Trời ơi, cậu trời trai canh dễ vậy. Ê, hình như bà có sự vô kìa. Phòng 202 phải không? Dạ đúng rồi cô ơi. Qua chuẩn bị smoothie nha. Yes. Dạ, học sinh giỏi rồi bà bé ơi. Ê, cô đang làm sao vậy? Cho tao chép với. Nè, chép lẹ đi. Ở dưới sao đổ bé bé thôi. Ê, dạ dạ, bé thôi bé thôi. Cái câu này em làm vậy là sai rồi. Ủa? Chứ làm sao cô? Úi trời ơi, tránh ra đi cô chỉ cho. Em kia, ông quay tới quay lui. Xong rồi, đời này coi như bỏ. Quẩy đi mẹ em ơi, một quẩy rồi. Em xong rồi cô ơi. Lên, em nộp bài là em nộp bài. Rồi 5 phút nữa hết giờ làm bài nhá. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thì lớp tôi có cặp chia tay. Ê mày ơi, cô biến. Vụ gì vậy? Tao thấy thằng không biết cô Linh cãi nhau với sân trường rồi đòi chia tay kìa. Cái gì? Các em, 2, 3. Mày thôi đi, người ta đang buồn mà cứ chọc. Từ nay danh giới của hai chúng ta là yêu như không thể nào vượt qua. Tụi mày thôi đi. Tôi và đứa bạn thân lần đầu quẩy trước trường Kiều. Anh tên là gì? Tôi tên là... Học trò lớp cô à? Em không quen. Tôi hôm nay thi kiểu à. Em cảm ơn cô à. Làm bài đi. Em mà đề mấy vậy? Tao đề 2. Ở dưới thứ tư. Làm cục cưng không bé ơi, anh cục. Rồi hết 15 phút đầu giờ rồi nha. Cô ơi cho em xin thêm tờ giấy đi cô. Quái vật. Nghĩ về tương lai, sống sao này. Có lo làm bài đi không? À, cô biết làm đâu mà làm. Trời sao đói bụng dữ trời. Cô ơi cho em xin đi vệ sinh. Ừ em đi. Ê cô năm gì vậy? 5A. Ừ ok. Còn câu 6 gì? 6 xe nha bà. Trời ơi cảm ơn bà nha. Ủa hai đứa nộp bài lên cho tôi. Trời đi vệ sinh xong đã quá. Cô ơi cho em vào lớp. Rồi à lớp nộp bài nha. Thì lớp tôi trả bài miệng Kiều. Rồi đến trước khi học bài mấy bây giờ trả bài miệng nhá. Hết. Yeah, cuối cùng ngày này cũng tới. Trời đi qua tới 12 giờ để học bài mà. Trời má ơi này chắc bảo quá. Trời đúng thiệt luôn. Lâu lâu mới thấy Linh có tinh thần học tập đến như vậy. Thế à cô mời Linh lên trả bài nào. Dạ yeah. Rồi nêu nội dung bài lão hạt đi. Dạ thưa cô, nội dung là... Là gì em? Dạ khoan từ cô, từ những quân ngang chữ đầu tiên rồi. Cô nhắc hồi em chữ đầu được không? Nhắc là không điểm. Ở giữa ai nhắc vui rồi bái. Vì bị trời tự nhiên quên ngang. Rồi không điểm về chỗ. Này thì xung phong. Rồi bạn cuối cùng ai xung phong nào? Rồi Lan. Yeah. Ừ, thế là thoát rồi đi em ơi. Lan lên lâu bạn giúp cô với. Rồi cô thấy Nam vui quá kìa. Cô và Nam lên bạn. Ủa gì chạy? Để đem này theo nè. Ờ. Rồi vẫn câu hỏi đó. Nếu nội dung bài lão hạt đi. Dạ nội dung là chim sẻ câu được bạn nghe rối trả lời. Cậu vàng. Ở cậu vàng. Bản lão hạt. Ở bản lão hạt. Lấy tiền mua villa. Ờ nhớ rồi. À, cậu vàng bản lão hạt lấy tiền mua villa thoát khỏi đáy xã đoàn. Trời ơi em đọc con que cho mày. Các kiểu học sinh khi thi nghe tiếng Anh, bọn học rốt nghe thấy. Bắt đầu phần thi nghề tiếng Anh, câu số 1. Bình tĩnh, bình tĩnh, còn cơ hội, còn cơ hội. Câu số 2. Bọn học giỏi nghe thấy. Bắt đầu phần thi nghề, câu số 1, chọn A. Câu số 2, A hay B, chọn D. Úi giời, dễ nhìn cướp. Kiểu học sinh khi nhận giấy khen. Chúc mừng Linh nha. Mấy có không? Mấy có không? Mấy có không? Ha 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 ha.
Chúc mừng em. Trời, em có thiệt đó cô. Trời, tên tao này bé ơi. Trời, tao nói thiệt nha, cuộc đời tao đi học chưa bao giờ tao nhận được cái giấy khen nữa. Tôi đến lớp cuối năm phần 2. Bây giờ cô xuống phòng chốt hành kiểm, lớp mình ngồi trình tự nha. Vô đi anh em ơi. Xì dách mây rủi đè. Rồi tránh ra cho đại ca tao vô đè. Xì đại tới. Lên xong cho chuyện. Đây đây. Ê bà, chụp hình với tôi đi bà. Ok bà. Ê cái thằng đốc tao kìa. Cũng tao. Đợi xíu tao tới liền. Ê hai bên chơi gì vui vậy? Phải phải, bà vậy đi bọn tao kéo cho. Trời ơi, chị bắn kìa chị má. Nhất là đồng tiểu qua lo linh tinh, không thể nào một cảnh mất được chịu nhau biết cơ. Rồi à, đứa nào bốc không? Dặn. Dặn luôn. Thấy bà rồi, đứa nào cũng dặn hết trơn. Giờ mình mà rút tất sẵn là tay luôn ý. Nghĩ gì mà lâu vậy bạn ơi. Dặn. Dặn non hả? Cưng ơi, cưng ơi con xét đi. Phòng tay gắn chịu. Vậy tao xét. Ê khoan đá. 16 mà dặn non. Linh thua 10 gián. Thôi phải sau gỡ chị ơi. Gỡ cái quần á. Ôi, bọn đã đánh bài. Lớp tôi bàn chục kỷ yếu kiểu. Rồi lên mình trật tự như tôi nói nè. Thì sắp tới lớp mình sẽ tổ chức chục kỷ yếu nha. Trời ơi, đi Nha Trang ơi. Thôi đi sao ba đây, trên đó nhiều cảnh chục đẹp lắm. Thì tôi tính lớp mình sẽ ra Côn Đảo chụp cái concept gọi là Miss Grand ở đất cao. Thì cái chi phí đi lại nè, quần áo nè, make up nè, tôi quay phim này nọ đó. Thì mấy bạn đóng tầm 9 triệu nha. Con què vậy trời, bộ mày điên hả? Trời, tưởng mấy chậm chưa 9 triệu tiền đâu đi mẹ. Thì mọi người ráng về nhà xin đi chứ năm cuối rồi. Của gì tụi bay nhớ lại coi. Mày nhìn gì đấy con kia? Tao thích nhìn đây. Sao? À, mày thích con nghề va. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn. Mày nổi cha tao nhìn mấy nãy giờ đâu con quậy. Đủ tôi dây thắng hả? Đó, lớp thì chia bè, chia phái và đặt chị yếu. Mọi người quá đáng lắm luôn á. Ê, nó khóc rồi kìa. Dù gì chúng ta học chung với nhau cũng 3 năm rồi. Không lẽ bây giờ có tới mình kiểu mà mình cũng không bỏ ra được nữa hả? Tôi cũng muốn nghĩ cho lớp mình thôi. Sau này mọi người lớn lên á, mọi người nhìn lại sẽ là cái kỷ niệm ở trong đó đó. Nhưng bọn tao không có tiền. Ờ chị thôi đi gói rẻ hơn cũng được. Đi Vũng Tàu đi, 2 ngày 1 đêm 3 triệu. Không đi. Giờ hơi 1 triệu ra quảng trường chụp cũng được. Vẫn mắc. À vậy hơn 500 đâu có cà phê chụp cũng được nha mọi người. Không là không ớ con này. Tao lại mày 50 đi ra nhà vệ sinh trường chụp cũng được đi. Ê tao kêu chi la. Trời quá trời kêu luôn á má ơi. Phải mất vậy á tí mới chặt đẹp được mấy đứa kia. Rồi mọi người bắt đầu bàn luận đi. Ê đêm qua tao soi thằng Nam là sói đó. Hả? Ê, nó xạo á, tao là tiên tri nè. Rồi lớp mình sẽ tự nghe cô nòi này. Thì hôm nay là buổi tổng kết năm học. Giờ giấy khen cũng đã trao hết rồi ha. Còn bây giờ thì anh liên hoan tụi mấy đứa à. Ủa coi, học sinh cấp 3 chứ không phải mầm non đâu mà anh bánh giấy kẹo trời. Thôi đi mẹ, lúc kêu đóng tình quỷ thì không máy nào chịu đóng hết trơn á. Giờ đã ngon hả? Mà khỏi. Nhạt nhẽo vậy thì ăn gì trời. Liên uống thử này đi. Gì đây? Trà cô di hả? Đúng là trà cô di vì vải. Thơm ngon rõ vì vải thật. Nè mọi người lấy uống thoải mái đi. Tôi mua hết ở dưới canteen rồi đấy. Ê cho tôi trà ô long xoài đi. Nè. Đúng là vị ô long xoài. Thơm phức ký. Fine. Just buy it. You don't have to rationalize everything. All right, I will buy it. It'll be good for the economy. Aslında Türk ve Ukrayna kültürü o kadar farklı değil. Çünkü daha geçen yüzyılına kadar evlendikten sonra Ukrayna kadını baş örtmesi sarması gerekiyordu. Mấy đứa học giỏi biết điểm thi. Xuân đã về. Sinh gần Tết kiểu. Vô tiếp tục chiến đi anh em ơi. Vô. Ê tôi một cửa đây. Ê có xong phải có tôi nha. Vô đây. Ê bè có tóc cho tôi đi bè. Ok bè. Ủa hai đứa làm cái gì vậy? Bọn em đang quay TikTok á cơ. Ủa vậy chị cô quay với. Cô có đem chị chưa?
Rồi tao cầm bít tao đánh trước nha. Ba, heo. Ủa gì mới vô heo rồi má? Tao thích, không đi uống đánh chịu. Đi không? Đi không? Heo đỏ. Ủa gì vậy chùi, bê tính cho tao ngộp hả? Ừ, 3 đến 10. Ê, đứng lại đó, ba đôi thông. Ôi trời, sợ quá, tự quý. Chị về nha mấy cưng. Khoan. Quan gì mà làm gì có vòng. Thôi chấp nhận số phận đi, chị về đây. 4 đôi thông phá vòng. Về 3 đến 7. Hết bài. Đi học lại sau kỳ nghỉ Tết Kiều. Những người cũng cùng một dòng màu, không là cái gì cả. Em có mẹ em, cô cha em, có ngủ hoài trời. Rồi sao em ơi, đứng lên trả lời cho cô câu số 1 coi nào. 20 đâu rồi? 20 kìa. Gì? Cá 20 hả? Ờ 20 chạy nha. Ủa? Xô cứng vậy trời. Rồi chơi rồi bạn ơi, xào trẻ đi. Ê, nghe em tư tử đó em. Đứng kiểu đối đáp giáo viên của báo học sinh. Đây là cái lớp hay là cái chợ mà ôn quá vậy? Là cái chợ đó cô. Cô muốn mua thịt hay là mua rau em bán cho. Mên chị viết bài bằng tay, viết bài bằng cái mồm vậy? Viết bài bằng tay nên cái mồm mới rảnh để nói nè trời. Ừ, tới tao hả? Giờ tôi không nói nếu mấy em nói đi. Mấy em nói đã cái miệng mấy em đi rồi tôi nói. Rồi đến lúc người ta nói thì ghi sổ đó bài. Tại sao vậy bà già? Trong mấy cái lớp tôi dạy á, chưa cái lớp này nó dở, nó lì như cái lớp này. Trời ơi, tôi nói bà nghe nè, trong mấy cái giáo viên tôi học á, chưa có giáo viên nào dạy dở như bà hết trơn á. Ậu rồi đó ba. Ôi vậy? Mà bà thấy bọn tôi nói đúng không? Đúng cái quần què tao á. Phụ huynh online phần 2. À rồi, phụ huynh của em Linh có ở đây không ạ? À? Alo, alo. Trời quên, ngồi nãy giờ mà không nghe được cái chi đứa bé. Dạ ông ơi, cái đó là cái remote máy lạnh đó không? Con đang ở dưới này nè ông ơi. Cái gì đấy hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, tôi biết mồ. Dạ xin lỗi cô giáo nghe. Dạ. Dạ thích đến cho hỏi phụ huynh của em Hiếu ạ. À thật ra em phụ huynh Hiếu đấy ạ. Em còn nhỏ đúng không? Tại cái mặt em hơi trẻ trâu á. Ừ. Trẻ con á, cô chỉ họp với những người trưởng thành thôi. Anh sợ không phải ạ. Có khi em đẻ ra cô cũng được luôn anh chứ. Tại vì em make up đi chơi với trai. Ơ lừa, đi công việc ạ. À thì em Hiếu rất là ngoan mà học hành rất là tiếp thu nha chị. Gì? Cô lộn không? Nó mà ngoan à? Ở nhà nó lì như trâu vậy á. Chắc là hiểu lầm thôi chị ơi. Thôi cô đừng có mã hà bao che cho nó. Lo make up mà đi chơi đi bà nội. Bà mẹ mà tới số thôi, buổi họp đi kết thúc ạ. Học phụ huynh online Kiều. À dạ, cho hỏi phụ huynh em Hiếu có ở đây không ạ? Ừ, chào cô dạo nha, tôi là phụ huynh của thằng Hiếu đây. Trời qua cái ông ấy đi cầu mà không dỗ nước kinh rồi bè. Nhiều cái mồm tụi đang hộp đi. Ở nhà ăn sọ mắng cài chắc cơ mà. À dạ, có phụ huynh của em Lan đi không ạ? Ô dạ, của em là phụ huynh của bé Lan đấy ạ. À dạ, chị đảm đang quá. Dạ em muốn thông báo với chị là bé Lan học hành dạo này rất là sa sút lắm nha chị. Trời ơi, cậu bởi vì ẵng mới học nó cùng sống là cổ để một lạng em vốn chọn cái bạc tải rồi em rắc ngay. Sao nhà này hơi thương bạo. Dạ chứ mọi người có huynh của em Long đây không ạ? Ờ tôi là búa thằng Long đây ạ. Dạ em Long kỳ đồ đã đứng nhất toàn trường luôn đó ạ. Rắn mới dòi dưa. À dạ ba Long có thể chia sẻ bí quyết cách mà bạn Long học tốt cho các phụ huynh khác biết được không? À thật ra thì không có gì cô giáo. Thì ngoài giờ học trên trường ra thì tôi đã đầu tư trong Long một khóa học gọi là Madibi Prime. Một tuần 2 buổi. Ai có trời giảng riêng hướng dẫn bài vở 24/7 luôn. Thì mỗi khi bậc mới mà nó không hiểu này, nó thì ngại hỏi cô. Hỏi tôi có biết cái gì đâu. May có trời giảng Madibi kèm giúp. Hay thật á. Ngoài ra nha, còn được tặng bộ này cứ ôn thi độc quyền ấy và sử dụng phần mềm miễn phí trong quá trình học tập luôn. Tôi mới đăng ký cho nó 3 tháng thôi mà kết quả như thế này đây. Trời ơi, dưới mới biệt đó. Cô còn láng đâu, lấy cái điện thoại đăng ký mà học ngay không? Chụp nghe ống cái điện thoại cho tao tả cho bậc tải là bây giờ. Học phụ huynh online Kiều. Cháu hỏi là phụ huynh của bé Bích La có đây không ạ? Ồ, tôi phụ huynh của cháu La đây. Con của anh ở trong lớp học hành với thái độ rất là không tốt nha. Tôi hỏi em 4 nhân 6 bằng bao nhiêu, em trả lời là 24. Tôi hỏi ngược lại em 6 nhân 4 bằng bao nhiêu, thì em quốc một câu xanh rờn là nó khắc méo gì nhau. Tôi rất là bực mình với thái độ lồi lộm này. Ủa rồi nó khắc méo gì nhau? Phụ huynh em liêm điểm danh ạ. Ờ, tôi có mặt. Em Liêm ở trong lớp thường xuyên rất là mất tập trung nè, hay ngủ gật và không chú ý đến bài. Yeah. Rồi biết chúng ai rồi ha. Rồi phụ huynh bé Jimmy có đây không ạ? Tôi đây. Ủa Diễm Hương, mày mẹ bé Jimmy đấy hả? Trời quá. Tao cũng không ngờ học như mày mà cũng được làm cô giáo đấy. À, mày quá khen. Tao đã hồi xưa mày cũng đầu đất lắm đấy, sao bây giờ con của mày lại đứng nhất toàn khối môn ngoại ngữ? Mày có bí quyết gì để chia sẻ cho các phụ huynh khác biết với? Thật ra thì không giấu gì mọi người, tôi cho bé học cái phần mềm gọi là Lingo đi. Phần mềm học ngoại ngữ cho những người mới bắt đầu, cũng như nhiều ngôn ngữ khác. Qua các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra còn có nhiều chủ đề có hình ảnh minh họa dễ hiểu. Tôi mới cho bé học hành có 3 tháng thôi mà kết quả như thế này đây. Ồ hay đấy, các phụ huynh khác nên tham khảo cho các em học với nha. Tao nghĩ mày cũng nên học với Diễm Hương, cho đỡ đầu đất nha.
tôi làm cô bán tạp hóa. Dạ cô ơi, muốn gì con? Lấy con 2 gói mì đi. Rồi 2 gói 7 ngàn nha. Trời đất ơi, mẹ con đưa con có 5 ngàn à. Vậy là không có đủ tiền. Vậy thôi bây giờ mày vô top top của cô, mày thả tim cho cô đi. Rồi mày kêu mấy đứa bạn chúng lớn cho mày phó lầu cô đi. Mày có bớt cho 2 ngàn. Chị ơi bán hàng. Cái gì vậy? Trời thiếu đi, đâu quay top top mày không thấy hả? Clip mày ta mà không lên xu hướng mày chết với tao á. Chị ơi bán hàng chị ơi. Rồi mày nữa mày tới đây chi cho cực vậy? Vậy mày muốn mua hàng bên chị đúng không? Giờ chị có cách ship tới thẳng tận nhà mày luôn nè. Ui cách nào hay vậy chị? Rồi bây giờ mày lấy điện thoại lên Grabmart nè. Ở đây có tất cả các cửa hàng có tiệm chị luôn nè. Mày muốn mua gì mày nè. Ngoài ra hàng khi mua hàng trong nhóm này nếu đặt đủ min order sẽ được auto trừ giá ship 20k, min order 50k và flash sale thứ tư hàng tuần nữa đó. Ôi giờ tiền vậy hả ta? Đúng rồi em, giờ em đặt là ship rẹt vậy đó. Chuỗi nhỏ mày kém cái gì hết trơn. Thôi em lại tới đây chị lại cho em mấy món này nha. Ơ, tao bận quá top top mày ơi. Ai rảnh đồ bán. Türkiye'de Ukraynalı kadınları sevmeyen bir kitle var. Acaba neden yani anlamıyorum gerçekten. Çünkü bizim videolarımız altında mutlaka birkaç kişi Ukraynalı kadınlar böyledir, Ukraynalı kadınlar şöyledir yazanlar olacak. So hey, Joe Vibe, like, your ass is not Joe Vibing, like. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, I slammed my fastballs in the car door.